báo, video này đã được thực hiện bởi các chuyên gia, nghiêm cấm không được bắt chước làm theo dưới mọi hình thức. Chắc hẳn các bạn ai cũng luôn có một nỗi sợ riêng của bản thân mình đúng không nào? Và ngày hôm nay mình đã tạo ra một trò chơi vượt qua nỗi sợ với những con vật vô cùng kinh dị như trăng, nhện, chuột, cóc, gián. Và nếu như tất cả những người chơi ngày hôm nay đều có thể vượt qua được nỗi sợ thì sẽ được một phần thưởng, đó chính là 10 triệu đồng. Và hãy cùng đón xem liệu rằng bọn họ sẽ có thể vượt qua được những nỗi sợ này hay không đây. Và video ngày hôm nay mình đã mời đến ba vị khách mời của chúng ta, đó chính là Mèo Simmy, Camui và Kyron. Hôm nay tôi nhất định sẽ chiến thắng thử thách của Phong Cực. Cái gì phải sợ đúng không? Còn với mình á, trên thế giới này không có con vật nào là đáng sợ hết. Chỉ có đáng sợ nhất là con người thôi. Nên là tôi không sợ con nào hết nha. Còn mình thì con nào mình cũng sợ hết. Có thể cho mình đi về được không? Không, bạn không thể nào về được đâu. Và trước khi vào video này, mình xin cảnh báo cho các bạn biết trước, đó chính là video này các bạn nghiêm cấm không được làm theo nha. Bởi vì trước khi quay video này, bọn mình đã mời đến một anh chuyên gia đến đây để có thể kiểm soát những con vật này. Cho nên những con vật này các bạn không nên đụng đến nha. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu chọn ra coi người chơi đầu tiên sẽ là ai. Ai muốn chơi đầu tiên đây? Simmy hả? Ui, Simmy là con gái nhưng có vẻ ghen dạ quá ta. Hey, còn gì đây? Và nó chính là con trăng. What the hell? Ôi, nhưng mà Phong ơi, nó con trăng trong hình thế nó cũng dễ thương á, chắc là nó cũng nhỏ nhỏ đúng không? À, xin chia buồn với Sim, con trăng nó to hơn cánh tay của tôi luôn. Con trăng thôi mà, có một con trăng thôi. Thôi không nói nhiều nữa, chúng ta bắt đầu đến với con trăng. Nào, let's go. Nói chung là sau khi biết con vật mình đối mặt đấy là con trăng mọi người, thì thực sự là mình tim mình khá là đang đập mạnh đó mọi người. Bởi vì thực sự là mình nghĩ là con rắn nó nhỏ nhỏ xíu thôi, nhưng tôi hồi nãy nghe spoiler là nó to bằng cánh tay của Phong Cực mọi người. Cảnh báo, video này đã được thực hiện bởi các chuyên gia, nghiêm cấm không được bắt chước làm theo dưới mọi hình thức. Wow, trời ơi, nguyên một con trăng to đùng luôn bạn ơi. Oh my god. Sim ơi, cái con này nó to lắm luôn á Sim. Ui. 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 Oh my god. Ôi trời ơi. Ôi nó quật tay mình. À nó. Và nhiệm vụ của Simmy là phải giữ cái con trăng này trong vòng 3 phút nha các bạn nha. Bắt đầu. Cố lên Sim ơi. Oh my god. Nó đang muốn chào camera cái gì vậy? Ê Sim, Sim thử đưa cái mặt nó vô trong camera coi. Oh my god. Cái canh giúp mình nha, cho khi nào đủ 3 phút nha. Ủa sao nãy giờ mới 20 giây vậy? Lâu quá vậy. Oh my god. Tôi sẽ thử sờ vào cái con này. Ồ, oh, dễ thương, dễ thương. Mình sao em bảo dễ thương, em cho chị. Ngoan ngoan. Cho chị sờ, sờ đi. Nó đang vòng như người mình á. Oh my god. Sao nó cứng cứng vậy ha? Cái con ở bên dưới này nè Sim. Tôi không biết là cái cảm giác mà Simmy bị những cái con này quấn trên người nó như thế nào. Nhưng khi mà mình đụng cho nó đó các bạn, thì mình có thể cảm nhận được rằng là nó rất là nặng. Và người của nó rất là trơn luôn. Ôi nó quấn cho người Sim nè. Bình tĩnh, bình tĩnh Sim, đừng làm nó đau, đừng làm nó đau. Nó bò ra ngoài. Ui, sao nó, hình như nó khoái tôi các bạn ạ. Nó cứ chạy ra ngoài chỗ tôi vậy. Trời ơi. Ôi nó quấn rồi, nó quấn. Sao cái con rắn này nó cứ thích đi đằng sau chỗ tôi vậy? Bao nhiêu phút rồi? 2 phút 25 giây. 2 phút 25 giây rồi nha. Cố lên Sim ơi. Cứ đẩy đấy, thế là nó quấn cho con. Và 5, 4, 3, 2, 1. Hết giờ. Xin chúc mừng Sim ơi. Yeah. Giờ tôi đứng ngoài tôi mới hồi hộp theo luôn mấy bác. À, em mời anh chuyên gia giúp bọn em với ạ. À. Nhờ anh chuyên gia giúp bọn em đem bọn nó ra với ạ. À. Ôi trời ơi. Ê, sao anh cầm nó thoải mái quá vậy? Hình như đây là thú cưng của ảnh cho nên mình thấy ảnh có vẻ khá là bình thường với nó các bạn ạ. À. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với lượt của Camui. Dạ. Để hộ chị em thể hiện nhá. Để xem Camui sẽ trúng vào con gì đây. Yes. Wow. Và đó chính là con nhện. Wow. Ta đã cứu tôi. Không, tôi đâu có sợ nhện đâu.
mình không sợ nhện. Ui, sao biết thành người nhện rồi? Trời ơi, sẽ biết thành người nhện. Cái này người ta gọi là gì? Gọi là số phận ăn bài. Biết sao không? Tôi từng gặp con nhện rồi và tôi cũng sờ thử nó rồi. Tôi không sợ mấy cái con nhện đấy đâu nha. Và đến với con vật tiếp theo của Camui, đó chính là con nhện. Và mình xin cảnh báo với bạn thêm một lần nữa là tuyệt đối không được bắt chước làm theo nha. Không được bắt chước làm theo. Bởi vì ở đây đã có anh chuyên gia giúp mình, cho nên là bọn mình sẽ rất là an toàn. Mấy bạn không được bắt chước nha, ok? Mui đã sẵn sàng với con nhện cho Mui. Không ấy, mình rút được. Không rút được. Hối hận rồi đúng không ạ? Đối với con nhện này á, thì Mui chỉ cần để lên trên tay của Mui thôi. Em nhớ một cái clip là Mui đâu có sợ đâu. Không, nhưng mà con nhện đấy là con nhện nó hiền lắm. Con này nhìn nó chiến lắm luôn á, nhìn nó to. Mà nó kiểu cực kỳ nhanh nhạy lắm luôn đi. Bây giờ tôi sẽ bóc nó ra cho Camui đỡ sợ nha. Không, mà em bóc ra thì vẫn sợ. Yên tâm, con này chỉ cần không làm gì nó thì nó sẽ không sao hết. Thì nó sẽ không sao hết Mui ơi. Mui ơi, Mui đưa tay đi Mui ơi, Mui đưa tay đi. Mui đưa tay đi. Mui đưa tay đi, Mui đưa tay. Mui đưa tay đây. Mui bóc tay lớn. Rồi mọi người ngồi xuống, mọi người ngồi xuống, mọi người xuống. Cố anh Mui ơi, cố. Ê, điện thoại đâu? Điện thoại bấm giờ, điện thoại bấm giờ. Ở đâu? Điện thoại bấm giờ. Nhanh bấm giờ trời. Không phải là Mui chết. Ba phút nha chị, cố ơi, ngồi thẳng đó vậy, chị không sao, không sao. Không sao. Không sao, chị yên tâm đi, ngồi thẳng lên, không sao. Từ từ bình tĩnh hả chị, không sao, không sao, không sao. Rồi, chị ngồi im, chị chỉ cần ngồi im thôi, nó sẽ không làm gì hết, chừng nào mà chị đánh nó. 3 phút, ok. 30 giây trôi qua rồi nha Mui ơi. Nó đang trên da của chị á. Hai phút trôi qua rồi, cố lên Mui. Ui, nó lên trên đầu Mui kìa, nó lên đầu Mui kìa. Oh my god, nhìn đáng sợ thật sự luôn các bạn ơi. Nó đang nhảy. 2 phút 30 giây đã trôi qua. Nó có bò lên mặt không nhờ? Không, nó không bò lên mặt chị đâu, yên tâm. Nó nhảy hả? Nó đang nhảy. Nó đang múa ba lê trên đầu của chị. 3 phút. Yeah, 3 phút đã kết thúc, 3 phút đã kết thúc rồi Mui ơi. Nhờ anh giúp bọn em với anh. Yeah. Chúc mừng Mui, không sao Mui. Thật sự là cái cảm giác khi mà mình đứng ở bên ngoài và nhìn con nhện đậu ở trên người của Camui á, mình cũng cảm thấy rất là sợ luôn các bạn ạ. Không di chuyển từ đây, không di chuyển từ đây. Chắc ám ảnh tình về. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với lượt của Kairon. Bạn đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Say nè. Con gì nhẹ xíu ơi. Và đó là con chuột. Yeah, trời ơi. Tưởng đâu mấy con người, mấy con chuột này thì mình... Không. Kai ơi, Kai nghĩ là Kai sẽ được gặp hamster sao? No, nó không. Bạn nghĩ rằng là con chuột của bạn nó đơn giản chỉ là một con chuột hay sao? Không có đâu. Đi thế nào? Nhanh lên. Và đến với thử thách của Kairon thì sẽ là những chú chuột đáng yêu ở trong đây. Kairon sẵn sàng chưa? Rồi mình sẽ chuẩn bị thả vô ba con đầu tiên nha. Ok. Ok nha. Ê, mấy con này nó có gì nó sai sai hay không? Ba con đầu tiên. Đánh ngồi im. Chỉ cần bạn ngồi im. Ok, con thứ tư. 4 con. Kai ơi, mấy con này nó hình như nó đang. Ôi rồi, con thứ 5 anh ơi, bỏ con thứ 5 vào nào. Trời ơi. Người đi mà. Tận 10 con đó bạn ạ. Con thứ 6. Con thứ 6. 6. Ngồi xuống cây đây. Con thứ 7 là con chuột màu đen. Trời. Chuột này đánh tôi rồi. Mày đánh nó sắp lật cái bàn này rồi. Ơi, cái con đang còn đang nằm bên dưới chân. Thì đừng có nằm dưới. Đừng có nằm dưới chân tôi mà. Đây nó lại gần cây. Đừng. Chết xa đi, chết xa. Mấy con này có vẻ thích cây nhưng nó lại gần cây không vậy các bạn? Đừng. Con tiếp theo còn bao nhiêu con nữa nha? Con thứ 8 nè. Ok. Đi qua góc kia, đi qua góc kia. Bên hết các bạn. Nó đã qua bên này hết rồi. Đừng. Mày thứ 9. Đồng cam. Ở trong đây hiện tại bây giờ đang rất thúi luôn các bạn. Bởi vì mấy con này nó đi vệ sinh ở trong đây thúi vậy. Ok, rồi. Và con cuối cùng, chuẩn bị ok, cố gắng lên. 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 Ok, cố g
3, 2, 1 hết, kết thúc. Nhớ con cây, chị đó, chị đó, nhớ con, chị đó. Bắt chim ơi. Không sao. Bình tĩnh, không sao bạn. Có thể là các bạn thấy nó là một con chuột thôi đúng không? Bạn có thấy là mấy con chuột nó đã ị hết vào trong đây rồi. Ghê vậy. Sao bớt ngủ mình chơi mấy chuyện đó. Không sao đâu bạn, không sao, yên tâm đi. Chúng ta đã qua được rồi. Khoan em trai, bọn chị tham gia rồi thì em cũng phải tham gia chứ nhở. Trời ơi, tưởng gì mấy con nhện, con chăn, con chuột tôi không có sợ các bạn à. Bởi vì mấy con đó nó quá là đơn giản, tôi không sợ mấy con đó. Nói chung là tôi biết là ông cũng sợ mấy con đấy, nên tôi đã chuẩn bị cho ông một con vật rất là đặc biệt. Chuẩn bị một con vật. Xin giới thiệu với lại các bạn, đây chính là con ếch các bạn à. Đó. Đấy, Phong rất là sợ cái con ếch các bạn à. No. No. Vậy đây. Ok, bây giờ sẽ tới lượt mình thực hiện cái thử thách này của mình. Mình là một người rất là sợ cóc mọi người ạ. Những con cóc, những con ếch, nói chung là những con nào mà nó sừng sùi một tí là mình sẽ rất là sợ luôn. Rồi ạ. Bây giờ em đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng, sẵn sàng. Ngồi im. Tôi chỉ cần tôi ngồi im là được đúng không? Đúng rồi, em chỉ cần ngồi im là được. Bốc bốc mà bé nữa. Mà không. Ok. Ôi bé này chiến nha, bé này chiến lắm. Con này mập mạp lắm không ơi. Cái gì vậy Sim? Sim bỏ xuống lại đi Sim ơi. Mấy con rồi. Mấy con rồi. Con cuối cùng nè. Con cuối. Rồi, ok. 5. Đâu. Bạn đánh đi đúng không? Đây, đó, chị đang đỡ rồi đó. Đó, bé rất là ngoan, phải không? Ngoan. Bỏ nó xuống được chưa? Phong ơi! Phong ơi! Mình... Chạy vào đi Phong! Cái gì anh? Anh... Đừng anh ơi! Anh đừng chọc em như vậy! Tôi sẽ không bao giờ ăn thịt ếch hay thịt cóc nữa! Tại đâu? Chắc... Thôi chiều nay đi ăn ếch Phong ơi. Ôi Let's go. Ăn sao? Tim em đập mạnh luôn. Và sau khi kết thúc trò chơi này, tất cả mọi người ai cũng đã đều hoàn thành được, vượt qua được cái nỗi sợ của bản thân mình. Và nhất là tôi, chắc chắn là điều đó, nhất là tôi sợ lắm. Ok, và phần thưởng 10 triệu sẽ thuộc về tất cả mọi người. Xin chúc mừng Sim. Tức là mỗi người 10 triệu. Ở đâu ra? 10 triệu chia cho 3 người là mỗi người cũng được 3 triệu mấy á. Ủa nhưng mà 10 triệu cũng nhiều mà, không lấy thôi. Ok, kết thúc video tại đây nha, tạm biệt. Bye. Đem về đi, Tôi về, tôi không chơi nữa.